Ê, ngày hôm nay mình sẽ trả lời câu hỏi của anh em. Rất là nhiều anh em hỏi cái bột thuốc này á của mình á là có ở chỗ nào bán hay không. Bây giờ sợ mà nói á, là cái loại này mình dùng á là chỉ có ông anh nào nó cũng chia cho mình thôi. Thì sau đó thì mình làm ra mình phân nhỏ về để mình chia lại cho anh em. Thì cái này thì chỉ có một mình độc quyền thôi mọi người. Với lại cái này á là thuốc gì, tên hiệu tên gì thì thật sự mình bó tay luôn mọi người ơi. Cái này là ông anh mình ông nói là ông nhập từ nước ngoài về. Nếu mình thì ví dụ đặt về á thì mình đặt nhiều để mình mới chia ra nhỏ như thế này nè. Anh em mua 1 kg á thì sẽ rẻ hơn là anh em mua 100 gram như thế này, 100 gram như thế này, một gói này là 220 ngàn một gói. Thì tùy số lượng chim của anh em xài nó như thế nào thôi, nhiều hay ít. Thì như mình cũng chia sẻ á, mọi người á, là phải rắc cho người con dế hoặc anh em có thể là pha vào nước để cho chim nó uống. À, nhưng mà khi pha vào nước á, là anh em nhớ khai nước mỗi ngày. Còn khi mà em rải lên con dế á, thì mình cứ rưới làm sao mà để cho dính nó trên người con dế là được, hoặc là con sâu. À, với lại anh em hỏi mình á là thuốc này á chim ăn vào có đẻ liền hay không? À, không có, không phải là chim ăn vô đẻ luôn à. À, chim ăn vô đẻ luôn à, thì sao là chim ăn vô nó không có đẻ liền đâu mọi người. Chim ăn vô phải là cái này là nó bổ sung khoáng, rồi nói chung là bổ sung tất cả mọi thứ dinh dưỡng để cho con chim nó có sức đề kháng. Nó giống nói chung là dạng mà thay vì ăn uống đủ chất để cho nó có canxi này, có khoáng này, có này có kia đồ mọi người, để cho con chim mình có vỏ trứng nó sẽ dày hơn, rồi chất lượng hơn. Khi mà nó sinh con ra thì sinh trứng, nó đẻ ra cái trứng đó, thì nó sẽ không có bị hư, không bị gì hết. Còn cái việc mà nó đẻ hay không nữa đó chính là do con trống mọi người. À, con trống nó đập máy máy nó mới đẻ được, chứ còn con trống mà nó không đạo thì làm sao con máy nó đẻ. Cái này là chỉ bổ trợ, nói chung là hút kích để cho con chim nó đẻ thôi. Có nghĩa là kêu bằng kích đẻ, mình không biết dùng từ sao, nhưng mà mình dùng thì đa số thì từ đó giờ mình dùng chỉ có đúng 1 cặp kia là nó không chịu đẻ thôi, tại vì máy nó không chịu đạp, chịu con trống mà sao nó đạp được đó. Cho nên là ngoài trừ những cái trường hợp kia ra thì nó vẫn có những cái xác suất nó không đạt. Nhưng mà cái thuốc này á được một cái là giúp con chim mình đẻ rất là sai và không ảnh hưởng đến sức khỏe của con chim nha mọi người. Chứ không phải là dùng thuốc xong rồi chim nó đẻ quá rồi nó lặt, không có, cái này không có như vậy không mọi người. Với lại anh nhiều anh em hỏi mình á cái tại sao mình gan với giám khảo mình bịp ra mấy chim nhà mình không sợ hả? Thật sự mà nói đó, mấy chim nhà mình giờ thì tụi nó quen rồi mọi người, chó mèo hay gì đó tụi nó không sợ, chỉ sợ con chuột bên bè mình thả vô dầu rồi ha. Chui vô hồ dế nè, mình thả nó vô dòng mấy chim mình đâu sợ đâu, không yên mấy con đó rồi, không nó đâu có hoảng nó nhảy đâu, mình để im cho người nghe nè. Tại vì con mềm mịp này á, là mình nuôi từ lúc nhỏ lên rồi, sau đó mình mới thả ra. À, và mình cập nhật thông tin này cho anh em nữa là nhiều anh em hỏi mình á, ủa sao hú cho bò họ bán cao dữ vậy, có người họ bán rẻ, có một giờ cái hàng mà lừa đảo không rồi hồi trước á là nó bán chỉ có 4-5 triệu một cặp thôi, bây giờ nó bán tinh vi hơn rồi, nó bán ra 10 triệu một cặp hú cho bò mà nhuộm. Và đặc biệt nó có một cái luôn rồi, nó một là anh em là nó bây giờ nó sẽ không cần anh em nhận chuyển cọc luôn đó, nó chuyển tới nhà xe, anh em giao nhận chim nhà xe, và anh em cũng lưu ý như mình, và nó cũng chịu gọi video rồi trực tiếp rồi ra quay nha mọi người. Nhưng mà nó quay con chim rất là xa và kêu nó bắt con chim ra, nó là thì nó bắt con chim rồi hoảng, nó sẽ không có dịch lông lên. À, anh em lưu ý với mình ở chỗ đó ha, là không, nếu mà ai mà không dám bắt chim ra mà để mà kiểm tra lông này nọ, và khi mà chim đi á, mà không có video á, thì thôi tốt nhất anh em đừng có mua. Và với lại á, hôm qua cũng có anh hỏi mình tại sao nhìn biết liền, thì khi mà anh đã chơi lâu, nếu nói chung là nói anh em chơi lâu rồi á thì anh em sẽ nhìn con chim anh em biết nó thật hay giả, màu nhuộm hay một hạt liền à. Và nó tinh vi cái chỗ này là giao chim nhận tiền nhà xe luôn đó, ra nhà xe lấy chim rồi lấy tiền. Cho nên là những anh em mà mua chim ở dọc đường á, bất tiện một cái á, là xe nó sẽ hói mình sẽ không bao giờ mình kiểm tra được con chim à. Cho nên là anh em cứ tự kiểm tra độ uy tín của nó bằng cách là lên những cái hội, hay là hội những anh em nào mà chuyên về chơi gành về hú á, hoặc là những người chơi có thâm niên lâu năm rồi á,
nhiều khi có những người đó họ cũng sẽ không biết luôn mọi người, tại nhìn màu lông của nó rất sặc sỡ, rất là đẹp. Và tại sao nhìn thoáng qua lại biết được, thì nói chung là nó có sẽ những cái đặc điểm nhận dạng. Thì cái này thì anh em chơi lâu nên anh em biết, chứ còn giờ ví dụ kêu mình chia sẻ anh em nhìn cũng chả biết đâu. Với lại á, hiện tại bây giờ thì mọi người cũng hay nói, nghe mình nói là có người bán con khú da bò 29 triệu là con khú da bò mái, và một con 14, 16. Nói chung là giá khú da bò mái bây giờ rất là kinh khủng. Mà chẳng qua nó không có khác gì hết rồi, nhưng nó cũng màu giống y chang con này cũng mà thôi. Nhưng mà được cái là nó đậu phần nó cao hơn con này, nhưng mà con này đốt sâu giới được. Mà nó lại nhát như thế nào rồi, tại vì nếu anh em nhớ cái con bò đỏ thì đỏ, mà mình đưa cho thằng cụ trường nó đây, nó về lại với mình rồi. Tại sao mình không quay thì cũng tại có rất là nhiều lý do nên mình không quay bữa giờ, thì mình để ở đây. Thì lúc nó bận đó mọi người, thì chim thì mình nó chuyển về hết cho mình luôn. Chứ giờ trên đó thì em mà nuôi đó, con này đỏ, cái bằng đỏ như thế này hết mà mười mấy triệu. Thậm chí mà lúc đó nói chung con này giờ chắc nếu mà bán mà chắc hơi cũng 11, 12 triệu, mình bán không biết em mua không ta. Mà sợ nó nếu mà bán cỡ đó chắc anh em chửi mình sắp mặt luôn. Nhưng mà mình không hiểu tại sao có những anh em lại đi giác 20 mấy 30, nói chung gần 30 triệu, 29 triệu là gần 30 rồi, đi mua một con khuôn máy rồi. Và không biết nó có đẻ đái gì không, nhưng mà giá như vậy, giá như vậy chắc mình bắt được một cặp, có thể là mình bắt được một cặp chim, một cặp chim nói chung mà cũng phải khá là đẹp. Mình treo ngoài mưa ngoài gió vậy mọi người, nhưng mà nó rất là khỏe. Tại vì nói chung là có nhiều cái lý do đó mọi người. Những con mà nhiều khi anh em thấy anh em nuôi cưng cưng á thì nó lại nhanh lặt lắm. Còn những con mà anh em quăng vậy thì bình thường không gì hết. Đấy mọi người thấy không? Chim mà mình treo bên đó ấy vậy, nó nhảy xuống nó ăn bình thường. Thậm chí mấy con khú của mình còn ở trong cái lồng đó, ở nhìn ra nó vẫn thấy con bình biệt mà, không sao hết à. Cho nên là anh em đừng hỏi là tại sao nuôi chim không sợ. Thậm chí đứng đó hót luôn đâu kia rồi. Ông tin thì mình sẽ dở lên cho anh em xem ha. Anh đói dữ lắm rồi. Mình thả, tính là mình thả cho nó đi ở nhà, quanh nhà nó ở luôn á mọi người. Theo kiểu dạng con xanh, nhưng mà nó lại không đi, nó ở vòng vòng đây không à. Phá lắm. Nó lại qua kia rồi, nó leo lên đây rồi. Nói chung là mấy con chim ở nhà mình á, thì vòng đây á, thì nó ra vô miếng rồi nó quen. Chứ anh em đừng có nghĩ, chỉ có sợ là sợ những cái con mà nó còn bản tính mà nó lớn hơn giả ở ngoài á, thì tụi nó dòm, nó chụp thôi. Chứ bình thường thì đâu có sao đâu. Đặc biệt là sợ nhất cái con chim săn á mọi người. Mấy con chim săn á, thì nó bay nó dòm chim mình thì sẽ ảnh hưởng thôi. Chứ còn mấy con này nhom nho gì. Thôi chắc mình cũng xin kết thúc video tại đây ha. Thì chủ yếu là mình chia sẻ anh em cách mà để anh em có thể là nhận biết hay là về cái dòng thuốc mới này của mình á. Thì anh em nào cần loại này á thì mình có ship COD toàn quốc ha. Cái này là mình ship được COD toàn quốc. Cho nên là anh em cứ cần về alo cho mình. Mọi thông tin thì thắc mắc về sản phẩm á thì cứ alo cho mình ha. Số điện thoại mình là 0929 887 346 nha.